Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Lòng Chim Minh Nóng Mít. Thì hôm nay mình có một cây lồng siêu độc, siêu đẹp và hàng cực kỳ đẳng cấp. Hàng hiện tại chắc phải là nói là có 102 nha mọi người. Đây là cây lửa đầu tiên mà mình đi full sừng chạm, rất là đẹp và cực kỳ đẳng cấp luôn. Đây, bây giờ mình sẽ quay vô chi tiết cho mọi người coi ha. Về cây lửa super VIP này, full tre cực kỳ già và độ sừng bò châu Phi, chạm tùng nai, viền trúc đẹp, trúc lượng, full cây. Rồi, mọi người mà chơi hàng lồng chạy lửa đẹp độc thì cứ liên hệ với mình ha. Cái website mình là minhnongmit.com và cái fanpage là Lồng Chim Minh Nóng Mít. Thì đây là một cây lồng phải nói là đẳng cấp, cho nên mình sẽ quay cận cảnh và quay chi tiết một chút cho mọi người coi ha. Đây, về phần móc full cây lồng này á, là cấu tạo từ tre già nha mọi người. Tre già nè, từ móc, từ vanh viết đồ này kia, tất cả chạm mắt chút thủ công. Đây, chút thủ công ha. Các cái vanh là đi chút thủ công luôn, nhưng mà chút này là chút lượng nha mọi người, chút đẹp á, chút nổi, chút đẹp. Rồi, còn cái nằm nè, nằm sừng, đây là cây đổ sừng. Mình sẽ quay đây cho mọi người coi cái sừng ha. Đây, cái sừng nha mọi người, sừng bò đó, rất là đẹp. Nóc thì mình làm cây này là vai đôi, thì mọi người thích vai đôi hay vai đơn thì cứ liên hệ với mình ha. Đó, rất là đẹp. Rồi, đây là cái cửa chạm tùng nai lộng thủng sừng nguyên miếng nha mọi người, rất là đẹp nè. Rồi, còn đây là cổng chút lượng, chút đẹp ha. Đó, mọi người nhìn full cây rất là thanh mảnh, rất là phê, phải nói là cực kỳ phê. Rồi, đây là phần mặt tiền của cái lồng nè mọi người, đấy ha, nguyên cái bộ chân nè là chạm tùng nai sừng nguyên khối nè. Rồi tan nè là cũng ốp sừng vào tan và chạm tùng nai theo tông lồng. Phù cửa nè, cửa chính nè, tất cả là đi nai hết nha mọi người. Viền âm dương cũng là viền trúc đẹp. Cửa sổ nè, kẹp thì kẹp sừng, kẹp trúc sừng luôn. Và sáu thì cửa sổ sừng. Chê nè, kỳ già và đẹp. Bây giờ mình sẽ quay qua cái phần gối cầu thông. Đây, bộ nôm sừng, bộ gối cầu cống sừng. Còn bàn cái chân tiết chạm nai này là sừng nguyên khối hết nha mọi người. Đó. Rồi, mình quay sơ cho mọi người coi là cái cây lồng lửa chạm full sừng cực kỳ đẹp ha. Hàng siêu đẳng. Thì anh em nào quan tâm cứ liên hệ trực tiếp với mình. Mình nhận đặt theo yêu cầu, ngoài cái mẫu này ra còn rất nhiều mẫu nữa, thì anh em quan tâm cứ liên hệ trực tiếp với mình nha. Website là minhnongmit.com và cái fanpage là Lòng Chim Minh Nóng Mít. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.